miền mới An Lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị ơi, chúng ta làm một lộ trình từ khu du lịch sinh thái Tuấn Vũ nha. Dạ, Phú Lộc Tân Châu. Mình làm một lộ trình đi về bên hướng thành phố Tân Châu nha cả nhà ơi. Bên đây là Tân An nha cả nhà. Mình muốn đi đến được cái khu du lịch này thì mình phải qua cái cầu Tân An. Từ Tân Châu mình phải qua cầu Tân An thì mình mới được đến được khu du lịch sinh thái Tuấn Vũ này nha. Còn có cái tên dễ thương nữa là chợ quê ẩm thực nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi đường đó nha. Bây giờ mình sẽ chạy về hướng cầu Tân An. Lộ trình của chúng ta đang chạy về hướng cầu Tân An, để rồi mình qua cầu thì mới qua được qua cái cầu Tân An lớn đó thì mình mới đi được đến Tân Châu. Đình thần Tân An. Đây, đình thần Tân An nha.
chúng ta cũng đi ngang ngôi chợ Vĩnh Hòa. Này là đi ngang qua cầu Tân An đây phải không cô? Dạ dạ, cảm ơn. Thank you.
cái nhà ẩm thực chợ quê Phú Lộc đó, cũng có tên là khu du lịch sinh thái Tuấn Vũ đó. Thì từ nơi khu du lịch đó thì mình có hai tên, mình gọi là du lịch sinh thái Tuấn Vũ cũng được, mà mình gọi là ẩm thực chợ quê cũng được nha, chợ quê Phú Lộc cũng được. Dạ, gọi cái nào cũng đúng hết, tất cả đều ở cũng đều là có một chỗ thôi, ở Tân Châu nha cả nhà. Từ khu du lịch đó mà mình đến được cầu Tân An này thì chắc cũng phải cỡ 10 cây, hơn 10 cây chút đó cả nhà, 10 cây số á.
Kim cũng chạy lên cầu luôn cho cả nhà mình xem nha. Chiếc cầu Tân An này cũng rộng và dài, cũng đẹp lắm cả nhà. Đây là cầu Tân An trên dòng sông Tiền, cũng là nhánh của sông Tiền chảy ngang qua, và đi qua bên kia là tiếp nối với lại sông Hậu đó cả nhà. Ở đây thì khu vực đây thì bà con mình nuôi cá lồng bè rất là nhiều ha. Thôi Kim dừng lại cho cả nhà mình xem một chút xíu thôi, nhìn lại dòng sông chút xíu thôi. Bây giờ mình đi tiếp tục lộ trình của mình nha. Cầu cũng dài ha cả nhà ha. Tối lại thì cầu sẽ bật đèn lên đẹp lắm nè. Nhưng mình không có công chuyện gì, không có dịp nào để đi qua những chiếc cầu này vào ban đêm. Hôm nay là cũng vì hôm nay là chủ nhật, cũng vì gì đi qua khu du lịch chợ quê, ẩm thực chợ quê Phú Lộc cho cả nhà mình xem, chợ quê vùng biên của giáp ranh với Campuchia đó cả nhà. Cho nên là khi mới về thì cũng chạy dòng đường này cho bà con mình xem thấy cầu Tân An. Dạ. Đây, mình thấy chạy dòng qua nha. Đó, xuống dốc cầu mình chạy vòng qua như vậy nè, thì là chút xíu nữa mình mới qua được bên Tân Châu nha cả nhà. Đó, trước màn hình mình đó là cầu Tân An hồi nãy mình chạy xuống đó. Thôi thì đến đây thôi nha. Lộ trình của mình đến đây thôi. Kim xin tạm dừng video của mình nữa nha. Kim xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chúc tất cả bà con mình thật nhiều sức khỏe, luôn an lành trong cuộc sống, đặc biệt thượng lộ bình an, vạn sự lành. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.